Xin chào các bạn, trước mặt mình là một chiếc máy bay rất đặc biệt. Chiếc máy bay mà rất lâu rồi mình chưa hề thấy xuất hiện tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Và trong suốt thời gian qua máy bay thì đây là lần đầu tiên mình bắt gặp một chiếc máy bay loại này. Đó là một chiếc Boeing 747-8 của hãng Cargolux. Và theo dữ liệu từ phần mềm Flightradar24 thì đây là một chiếc Boeing 787F khởi hành từ Brand. Và nó để địa đến không xác định. Chiếc máy bay này có một điều đáng tiếc là nó đến vào một buổi chiều trời mưa và lại đến vào lúc khá muộn nên bầu trời hơi tối. Cũng may là lúc nó đến thì trời đã ngớt mưa, chứ trước đó thì trời mưa tầm tã, mình chắc là sẽ không thể quay được chiếc máy bay nếu nó đến vào thời khắc mưa to đó. Chiếc máy bay này cất cánh lần đầu vào ngày 31 tháng 8 năm 2011. Nó sử dụng 4 động cơ Gen NX2B67. Boeing 747-8F là máy bay chở hàng 4 động cơ. Nó thuộc vào một trong những loại máy bay chở hàng lớn nhất trên thế giới. Theo như mình được biết thì đã có khá nhiều chiếc Boeing 747-8 tới sân bay quốc tế Nội Bài, nhưng có rất ít máy bay Boeing 747-8 tới sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta có thể quan sát thấy là mặc dù chỗ mình đứng trời đã ngớt mưa nhưng phía sân bay thì trời vẫn còn mưa khá to, trời rất là mù mịt. Chiếc máy bay đã gần như biến mất sau màn nước nó tạo ra do lực đẩy của động cơ tác động lên nước mưa. Có một điều hơi tiếc là máy bay đến khá muộn, trời khá tối lại còn mưa nữa nên hình ảnh không được rõ nét cho lắm. Hy vọng mình sẽ được gặp lại nó trong một lần khác trời đẹp hơn.